Chào tất cả các bạn nhé, chúng bonsai đã có mặt tại nhà anh Phúc đây. Thì anh em vừa xem clip trước rồi, một trong những cây mà anh Sơn anh cũng đã rất thích và sưu tầm về tại triển lãm. Anh nghe thông tin là đã giao dịch lại cho anh Phúc một tác phẩm mà coi như là cái sự đục đẽo mà chúng bonsai sẽ quay lại cho anh em xem, mua một cái chậu rất đẹp. Thì hai anh đã giao dịch cho nhau rồi. Cái cây thì cứ mua đi bán lại cho nhau thôi, nhưng mà thực ra là anh em xem nhé, cái chậu này nó quá hợp luôn. Một trong những cái chậu mà theo chúng bonsai ghi nhận thì nó quá là đẹp. Đó. Cây thì được anh Sơn chặt phá rất nhiều rồi. Đấy. Thì Sơn giới thiệu chi tiết, một số chi tiết em chặt cho anh em chiêm ngưỡng đi nhá. Cây này sau khi mua về thì Sơn cũng đã xử lý một số chi tiết nhỉ? Dạ vâng, em làm rất nhiều cái chi tiết của cái. Như cái này là vâng. Trước là nó dài cái này đúng không? Nó dài và rộng. Đấy. Cái này là cái trước, cái cây này là cái chậu của nó mét mấy nhỉ? Nó dài rộng 60, dài 80 rồi. Đấy. Bây giờ em đã làm mà thu lại bể, nó chỉ còn 40 với 60 anh ạ. Đấy. Nói chung là thu lại nhìn nó hầm hố nhỉ, nhìn cây nó lại to ra ấy nhỉ. À, cây rất là đẹp. Cây này nó chỉ cao có 38 phân. Tầm 38 phân nhá anh em nhé. Lá thì đang lẩy rất là ok rồi. 7 bông. Không biết là các anh mua cái chậu này về bao nhiêu tiền, nhưng mà vừa rồi anh Sơn cũng chụp lên màn hình thì rất nhiều anh em quan tâm đang hỏi cái chậu, mẫu chậu này. Đây. Mẫu này ở tính bên kia. À. Thế là theo anh Phúc thì đây là cái chỉ là cái mặt sau thôi, còn mặt chính nhá. Để tôi lướt máy sang bên cạnh cho anh em chiêm ngưỡng. Đây là mặt chính nhá. Ừ. Cái mặt này với là mặt mà anh Sơn anh hạ rất là nhiều chi tiết để anh em chiêm ngưỡng nhé. Mặt này hạ cây rất già. Cây này đã chính thức thuộc về anh Phúc rồi. Địa chỉ là xóm 8 Ngan Yên, Sơn, Thanh Hóa nha. Nếu mà anh em nào đã về nhà anh Phúc rồi thì biết là anh Phúc có một cái số cây rất là đẹp. Đấy. Đẹp quá. Để quay gần này cho anh em xem là đồng chí Sơn triệt hạ như thế nào. Hôm trước là anh em mới xem có một đoạn đầu thôi, vì chung bonsai cũng chưa quay hết chi tiết được. Hôm nay sang chậu và đục lại thì anh em xem là sẽ rõ hơn. Đấy nha anh em nha. Những cái điểm đục của anh Sơn đây là anh em biết là trước đây là nó có một cái rễ rất to ở đây. Đây đã được lấy đi rồi. Đấy. Tiếp đó là bên trong này, một số chi tiết nó đang ngum. Đấy. Cây thì rất là già. Hai xếp đang là phun nước qua để cho ấy nên màu đẹp thật. Nó cây nó già rồi thì nó chết thôi. Đẹp quá. Mới trồng mới nhanh ngọt ngọt. Cái chậu này giờ bao nhiêu tiền nhỉ anh Phúc nhỉ? Hơn 2 triệu. Có vậy thế à? À có hơn 2 triệu cái chậu này. Ở cái gì Xuân nhỉ? Thọ Xuân hay là Mỹ Xuân à? Cái chỗ Thọ Xuân. Đấy. Thọ Xuân, mãi Thọ Xuân về đấy. À. Đúng là quá bất ngờ luôn. Đấy. Không biết là cái này có còn chỉnh gì không Sơn? Hay là mình cái này giờ thì được nuôi mình làm tay bông. Rồi. Coi như là tạm ổn đúng không? Vâng. Thế hai anh có thể bắt một cái tay để cho anh em người ta có thể chứng kiến được cái này không nhỉ? Anh Phúc nhỉ? Đấy, thế hai chiếc đấy. Úi giời ơi, chiếc bắt tay cao quá. Sau khi hoàn thiện thì Sơn đã ưu ái nhượng lại cho anh Phúc rồi nhá. Đây là một tác phẩm mà rất là nhanh, mà chỉ trong vòng vài ngày thôi đục đẽo đưa lại chậu thì anh Phúc đã sở hữu rồi. Rất cảm ơn hai sếp nha. Chính thức là về chú Phúc nha. Ok rồi, anh Phúc có trách nhiệm mà chăm nuôi tiếp và để lướt sang bên cạnh nha anh em nha. Cuộc giao dịch như thế là đã ok rồi. Thì cũng phải ghi lại để hình ảnh cho anh em biết là chúng tôi tất nhiên là không phải như thế nào để co để kiếc, nhưng mà anh em nào đã xem qua tác phẩm này thì cũng rất thích rồi. Chúng bonsai quay lướt sang bên cạnh đây. Đây là một cái, nói chung là nó quá là nhỏ, mini, cao tầm 20 phân thôi. Nếu mà có một cái bao thuốc ở đây thì chắc anh em nhìn cụ thể. Nhưng mà thực ra đây này, hàng này là một hàng trong những hàng nó rất là già. Con này Nam Điền không anh? Nam Điền xịn. À, Nam Điền xịn mà lại còn tay cành như này nhá. Úi xổi ôi. Đấy, con này thì, đây anh em nhìn đấy, nói danh mạch có trứng đây này. Thuốc luôn. Hàng này thì đồng chí Sơn cũng đang rất là đam mê và thích nha. Đây anh em chiêm ngưỡng tí. Anh Phúc ơi, như con này có giao lưu không nhỉ? Đấy, khả năng không giao lưu đâu. Có tí con của để giữ. Đấy anh em xem.
Mặt kia thì nhìn nhưng mà mặt này nó cũng ác đấy. Nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có tầm khoảng độ 20 nhỉ? 20 phân thôi, chỉ có thế thôi. Mà tay chân thì đầy đủ hết rồi. Đó. Quay gần thì anh em tưởng là da cóc. Nổi hết rôm lên rồi. Bóng già này. Đây là một cái cành ngày xưa cắt ra. Con này nó là cái cành cắt ra. Rồi, đây không phải sinh hạt nha em nhá. Đây là cái cành nhỉ. Cái cành đã được cắt ra. Đẹp quá. Cái bệ mình hơi chôn một tí thôi, nói chung chấp nhận vậy. Nhưng bây giờ anh thử ướm xem nó khoảng tầm bao nhiêu tiền cái loại tác phẩm này. Vì thực ra những triển lãm em đi cũng có nhiều tác phẩm mà nó nhỏ nhưng mà nó lại cũng rất là giá trị. Đấy, đẹp quá nhỉ. Ui dồi ôi. Con này rất nhiều anh em thích nha, mà cũng hỏi chú Phúc rồi. Mà mời chú Phúc cũng con này còn chú đang yêu thích. Gọi là mình gần như mình làm mình để chơi thôi. Để làm để nhưng chơi. Nhưng mà thực ra là nó phải có cái giá trị của nó. Giá con này thì ở đi chơi những các cuộc triển lãm thì nhiều con nó nhỏ này nó đòi cũng căng đấy. Vâng, giá cũng căng. Ừ. Thì có những tác phẩm người ta chỉ để chơi thôi thì anh em nhé. Anh em nào mà thực sự mà đam mê mà có thể là thông qua số điện thoại của anh Phúc thì cứ thử về vườn chơi xem. Không khéo là gặp cái duyên anh cũng để lại nhỉ. Anh Sơn có thể đọc số điện thoại của Sơn hoặc cho anh Phúc không nhỉ, để về một tham quan vườn Sơn cũng được. Số điện thoại em là 0365 0365 018 018 000 000 nhá. Để anh em biết đấy, này Sơn đang sở hữu một cây trực rất là lùn, mà thực ra là nói giá trị cao thì mình không dám nói chắc, nhưng mà anh em xem qua kênh Trung Bonsai rồi thì nếu mà anh em nào mà có dịp về Nga Sơn thì cứ tìm qua số điện thoại của anh Sơn thì sẽ biết là cây trực của anh Sơn đang lưu giữ ở nhà thì cũng rất là ác. Thì nhá, anh em nào mà chiêm ngưỡng cụ thể hơn thì đây, còn đây là giờ là sở hữu của anh Phúc rồi. Thì anh em nào mà cũng đam mê thì cũng alo cho anh Phúc xem nào. Đây, số điện thoại của anh Phúc, anh Phúc 0989 834 454 nhá. Số điện thoại này Trung Bonsai Trái Trọi chạy trên màn hình. Anh em nào mà thực sự đam mê những tác phẩm ở trong vườn này anh Phúc mà muốn sở hữu thì sẽ về trực tiếp vườn. Đây, Trung Bonsai Trái Nước qua vườn nhá. Đây là không gian vườn của anh Phúc đây. Đây Trung Bonsai sẽ giới thiệu một số tác phẩm mà anh Phúc đang còn lưu giữ trong vườn đây. Thì anh em chắc là anh em mà xem qua rồi thì chưa biết anh Phúc đang sở hữu một cây phong tranh, gọi là phong tranh, cây mình cũng rất thích, là dáng nghệ thuật nhá, rất đẹp. Đó. Cái này cao nhiều nhỉ anh Phúc nhỉ? 1m7. Đúng 1m7. Đặt trên cái chậu hồ rồi. Cây đẹp quá. Cái này lên hình thì rất là ăn hình. Năm điền xịn như thế anh nhỉ? Đây, em điền xịn. Em điền xịn. Con này về tay anh Phúc cũng tầm khoảng độ chục năm chứ anh? 11 năm chẳng. 11 năm rồi đấy nha anh em nhé. Đây này. Gầm đấy, tay đòn chạy, khó chịu lắm. Cây nhà tôi thì lá vừa rồi là tôi làm nhà nên lá nó không được đẹp, không dám quay. Cây nó... Đây vườn anh Phúc thì lúc nào lá cũng mỡ mỡ nhá. Không gian nhà quá đẹp luôn. Bây giờ nó là 6 giờ tối rồi anh em ạ. Còn rất nhiều tác phẩm quý mà Trung Bonsai muốn đăng tải để gửi tới anh em. Rất mong anh em là thông qua kênh Trung Bonsai mà đam mê, thực sự đam mê những tác phẩm trong vườn anh Phúc nhé. Mà có ý định sưu tầm hàng về mình thì cứ về trực tiếp đi. Hàng còn quá nhiều. Vừa rồi là các anh cũng hạ triệt để đấy. Bông tán thu gọn lại. Con này quá quái luôn. Con này trước anh em nhìn thì nó đẹp hơn vì lá liếc rồi bông tán nó rõ ràng, như vừa rồi các anh đang thu xuống nhá. Để quay cây, đây là cây thứ nhất, để tiếp tục sang cây thứ hai cho anh em chiêm ngưỡng. Tác phẩm thứ hai đây.
Cái đồi mai này mua lâu chưa nhỉ anh nhỉ? Đẹp quá. Đấy 7 năm rồi. Quan trọng nhất là nó thuần chậu, thuần khí hậu đúng không? Dòng mai này thì ở miền Nam thì rất là nhiều. Anh Phúc cũng sở hữu một tác phẩm mà cho mình luôn. Đó, nhỏ nhắn nhưng mà có võ anh em ạ. Mình sẽ quay nước qua vườn của anh Phúc nhé. Đây, số lượng cây đây là vườn chính thôi. Còn vườn đằng sau còn rất nhiều phôi khủng nữa mà Trung Bonsai muốn đăng tải hình ảnh gửi tới tất cả anh em. Thì nếu mà anh em nào mà thực sự đam mê những tác phẩm bonsai mà muốn về Nga Sơn chiêm ngưỡng thì đây là một địa điểm rất là lý tưởng cho anh em có thể chọn nhé. Với những tác phẩm gọi là kinh điển đang còn ấp ủ về đằng sau nữa thì anh Phúc giao lưu cũng rất nhiều. Đặc biệt là có một cái nhài cổ đang là để bên cạnh kia. Một tác phẩm hoa nhài cổ đây. Con này chẳng biết như thế nào nhưng mà thân nó cũng rất to. Đó. U cục. Thời tối rồi. Như là hoa ấy nhỉ? Hoa thì quanh năm rồi. Cục kia to nhỉ? Ừ. Cục đấy to. To đấy. Như lon Mình cũng xin dừng video ở đây nhá. Anh em nào mà thực sự đam mê cái cảnh mà muốn thông qua kênh Trung Bonsai thì hãy ấn nút đăng ký và nút chuông để tiếp tục nhận những video mà Trung Bonsai ghi hình gửi tới tất cả anh em. Xin thân ái chào tạm biệt.